ra sân của tuyển Việt Nam trong trận đấu này chỉ có một sự thay đổi so với trận đấu trước. Và đây chính là đội hình của Thái Lan. Mọi thứ đang diễn ra rất nóng. Dứt điểm khá nguy hiểm, bóng tập chúng ta không giành. Đó có lẽ là cơ hội tốt nhất mà đội tuyển Thái Lan đã tạo ra. Quá lợi hại với cái chân trái của Thiraton Bumathan, nhưng khung thành của Việt Nam của chúng ta vẫn không bị rung lên. Nó chỉ rung lên ở góc chữ. Cánh trái cũng là cánh mà đội tuyển Thái Lan thường tổ chức tấn công khá nguy hiểm. Dứt điểm. Như vậy là tỷ số đã được quân bình 1-1 rồi. Lần đầu tiên ở giải đấu năm nay thì lưới của Văn Lâm đã rung lên. Một tình huống tấn công hay đến từ các cầu thủ Thái Lan và họ đã có được một bàn thắng trên sân khách. Và vẫn xuất phát từ cánh trái theo hướng tấn công của đội tuyển Thái Lan. Bóng vẫn còn cho Đoàn Văn Hữu. Gọi! Không vào! Quá thiếu may mắn dành cho số 5. Sẽ có quả đá phạt góc dành cho đội tuyển Việt Nam. Đường chuyền của Bumathan khá nguy hiểm. Dứt điểm. Như vậy tỷ số đã là 2-1 cho đội tuyển Thái Lan. Chúng ta cùng xem đường chuyền rất bất ngờ của Thiraton Bumathan. Có lẽ chúng ta bị dính ở vị trí Bùi Hoàng Việt Anh, chưa kịp dâng lên. Đúng là như vậy. Pha bóng rất hay và đúng là đẳng cấp thực sự của Thiraton Bumathan. Anh quan sát quá kỹ pha bóng này. Phạm Văn Đức đã ở tư thế thuận lợi, tuy nhiên anh ở tư thế xoay lưng. Cơ hội đánh đầu. Không vào.
Thực sự đáng tiếc với cơ hội vừa rồi của Nguyễn Thí Linh. Quả treo của Văn Hậu là rất vừa vặn. Cần phải giải quyết nhanh gọn tình huống. Có pha kê chân của Terathon Bumathan. Có lẽ sẽ có một án phạt dành cho số 3. Đó là thẻ vàng dành cho Terathon Bumathan. Những tiếng hô Việt Nam đã bắt đầu vang lên. Cơ hội vẫn còn. Dứt điểm. Chỉ còn có vài phút nữa thôi là những khoảnh khắc cuối cùng mà huấn luyện viên Park Hang-seo dẫn dắt đội tuyển Việt Nam tại Việt Nam, tại sân Mỹ Đình này. Hai đều và mọi thứ sẽ trở nên không thực sự quá xa với chúng ta nếu như kết quả này được giữ nguyên. Có thể dứt điểm. Hùng Dũng với pha xử lý vừa rồi của Hùng Dũng. Bây giờ thì cơ hội dành cho tuyệt vời Hoàng Hồ Đặng Văn Lâm. Bắt bóng, bóng đâm vào trong tay của Văn Lâm. Và lúc này thì trọng tài đã đổi còi kết thúc trận chung kết lượt đi của FF Mitsubishi Electric Cup 2022 trên sân Mỹ Đình.